Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị. Anh chị nào mà đang xem cái video này nhớ like cho Ngọc Lâm một like và thả cho Ngọc Lâm một quả tim nha anh chị. Dưới cái phần bình luận bên dưới nha. Ok, mọi người nào xem nhớ like, thả tim nha anh chị. Cũng như anh chị nhà đầu tư nào mà chưa có người đồng hành cùng, chưa có người chia sẻ cùng, chưa có người đi cùng hỗ trợ cho anh chị nhà đầu tư thì anh chị nhà đầu tư có thể là liên hệ với mình để có tham gia vào room khách hàng nha anh chị. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn đồng hành với anh chị nhà đầu tư. Thì chiều hôm nay thì có khá nhiều câu chuyện để mình có thể nói chuyện với anh chị nhà đầu tư anh chị. Thì đầu tiên thì anh chị nhà đầu tư thấy là một số mã cổ phiếu chưa tăng, thì nó chưa kịp tăng thì thị trường nó đã giảm rồi anh chị. Chưa kịp tăng thì thị trường đã giảm, anh chị mua những mã phiếu đó mình có như là lãi được mấy trăm anh chị, 4-5% rồi 6-7% mà nó chưa có thỏa mãn cái nhu yêu cầu của mình anh chị, mà gặp ngay thị trường chỉnh thì nó chỉnh thì cũng khá tiếc, nó chốt được trên cao xuống dưới mua lại cũng ok. Tuy nhiên là hôm nay thì có một số mã cổ phiếu nó mất hết cái lợi nhuận. Mất hết cái lợi nhuận, thật sự là như vậy nha anh chị. Mình ở đây là mình chia sẻ với anh chị đó là thật lòng như vậy, chứ không phải là khoe khoang lợi nhuận nhiều. Có những mã lợi nhuận rất nhiều, nhưng có những mã lợi nhuận như là DXG hoặc là SEL mình mới lãi được 5-6% cái nó quay trở lại, nó mất hết gì, nó mất hết thì bây giờ mình đành chấp nhận thôi. Và cái hướng xử lý như thế nào cho nó hiệu quả trong giai đoạn sắp tới. Rồi sáng hôm nay thì mình còn bán một số mã cổ phiếu lợi nhuận cao để mình mua thêm cái gì, nhưng mà mua hơi sớm. Nếu mà chiều hôm nay mình mua là ngon rồi, chiều hôm nay mua ngon rồi, chắc ngày mai phải là cân đối lại để mà mua thêm thôi. Thì ở đây ở trong cái câu chuyện của chiều hôm nay anh chị thì anh chị nhà đầu tư thấy là mình sẽ có rất nhiều cái vấn đề để chia sẻ với anh chị nhà đầu tư. Đầu tiên thì anh chị cứ like cho mình cái để nha anh chị, sau đó mình sẽ nói anh chị nhà đầu tư trong một cái quá trình xu hướng uptrend đó thì đa số nhà đầu tư họ sẽ thích mua cái cổ phiếu xanh hơn, hoặc là mua cái cổ phiếu mà nó đang có dòng tiền vào á, nó khớp 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 lệnh mà nó nhảy lên anh chị, thì đa số nhà đầu tư họ sẽ khoái mua cái cổ phiếu đó. Thì khi mà cổ phiếu vượt đỉnh á, thì người ta thích vào những cái mã cổ phiếu vượt đỉnh hơn là mua những cái mã cổ phiếu nó nằm ở bên dưới anh chị. Đa số là như vậy thôi. Tại vì trước mình vào thị trường thì cái kinh nghiệm của mình cũng nhiều anh chị. Thành ra là mình biết được là cái xu hướng của nhà đầu tư. Trong cái quá trình uptrend tại sao mà có một số nhà đầu tư vẫn thua lỗ? Tại vì người ta mua cái giá khi nó đang vượt lên và người ta bán ra khi giá đang điều chỉnh. Ví dụ như những phiên đỏ mạnh thì anh chị nhà đầu tư thấy là những cái buổi livestream hoặc là những cái câu chuyện thì tối hôm nay cũng như là ở đâu đó thì anh chị nhà đầu tư sẽ thấy nhà đầu tư họ sẽ hỏi về câu chuyện là bán nhiều hơn mua. Ví dụ thị trường mà nó đỏ một phiên như thế này anh chị, người ta sẽ hỏi bán nhiều hơn mua, nhưng ví dụ như hôm qua thì người ta sẽ hỏi mua nhiều hơn bán. Đó là cái tâm lý chung nha anh chị, tâm lý chung. Hôm nay nếu như anh chị nhà đầu tư hỏi mua mã gì thì mình nói anh chị nhà đầu tư đó mới là một cái điều tuyệt vời nhất. Và tuyệt vời nhất cái vị thế của mình đó mới là một cái vị thế chiến thắng được cái thị trường nha anh chị. Thì qua cái mình nói anh chị nhà đầu tư hiểu không anh chị, trong uptrend đó anh chị thì khi lên cao nhà đầu tư lớn tổ chức người ta hay bán ra, sau đó là người ta ép một hai phiên không chỉnh xuống, nhà đầu tư nhỏ cắt lỗ thì người ta lại mua trở lại. Thì khi vượt đỉnh lên thì nhà đầu tư nhỏ lại xuất hiện lên trở lại để mua lên, thì nó cứ lặp đi và lặp lại cái vòng tròn đó anh chị, lặp đi và lặp lại cái vòng tròn đó và rất khó để mà mình kiếm được lợi nhuận. Tại sao trong uptrend vẫn có nhiều người lỗ không, tại sao trong uptrend vẫn có nhiều người lỗ thì đó là như vậy thôi, nó là như vậy thôi. Cái quan trọng nhất là mình xác định cái cách đánh của mình, cái cách giao dịch của mình như thế nào. Mình đánh vượt đỉnh thì mình phải đánh nhanh, rút gọn, còn nếu như mình gom hàng thì mình phải đánh chậm hơn một tí, đúng không chị? Còn bây giờ vượt đỉnh mà anh chị nhà đầu tư vượt đỉnh rồi, anh chị nhà đầu tư không có lợi nhuận nên anh chị không chốt, nó sẽ quay lại nó mất hết lợi nhuận, mất hết lợi nhuận. Thì cái câu chuyện của mình nói với anh chị nhà đầu tư đừng có sợ đỏ sợ sàn ở trong giai đoạn này anh chị. Sàn đó là một cơ hội, đúng không? Sàn đó là một cái cơ hội tuyệt vời để cho anh chị nhà đầu tư tham gia vào. Có một số mã cổ phiếu bây giờ mình thấy là nó bị bán sàn, sau đó là phiên giao dịch ngày mai nó bị ép thêm phiên nữa, thì đó là cơ hội rất tuyệt vời để cho anh chị mua vào. Bây giờ thì anh chị nhà đầu tư bị như thế này nè, một số anh chị nhà đầu tư bán rồi hoặc là một số anh chị nhà đầu tư chưa bán, thì quan trọng nhất là cái cổ phiếu của anh chị nhà đầu tư nó nằm ở những cái vùng giá như thế nào, những cái vị thế như thế nào. Mình có một hai mã cổ phiếu chưa kịp bán anh chị, lợi nhuận đâu đó là vài phần trăm, cuối cùng nó quay lại nó mất hết chiều hôm nay. Không, sáng hôm nay mình còn phải bán chốt lại bớt một số mã cổ phiếu lại lớn để mình cân đối vào những cái mã cổ phiếu này, nhưng mà hôm nay nó vừa không được, nó gặp ngay thị trường xấu nữa thì mình phải chấp nhận thôi. Tuy nhiên là trong giai đoạn này cái vị thế thì rất tốt rồi, vị thế rất tốt, mình không sợ những phiên giao dịch như này nha anh chị. Mình nói thiệt với anh chị nhà đầu tư chiều hôm nay mình ngồi mình theo dõi, nhưng mà mình nói anh chị nhà đầu tư là nó hết sức bình thường ở trong một xu hướng thị trường đi lên thôi. Cái quan trọng nhất mình kiên nhẫn, nói chung là vẫn có một sự bực mình anh chị, vẫn có một sự bực mình khi mà những cái mã cổ phiếu của mình đó đang kỳ vọng cho cái phiên giao dịch hôm nay nó bật lên nhưng mà nó không bật được, nó quay lại nó giảm điểm, thì vẫn có một sự bực mình. Tại vì mình trading mà mình biết không, cái cảm giác đó thật sự mình chia sẻ cái cảm giác đó cho anh chị nhà đầu tư là anh chị nhà đầu tư hình dung ra như vậy. Còn về cái vấn đề kiên nhẫn thì mình thật sự với anh chị nhà đầu tư trên thị trường không ai kiên nhẫn mình đâu anh chị, mình kiên nhẫn rất là kiên nhẫn anh chị. Thành ra là cái vấn đề mà nó có dao động như thế này, nhưng mà cái kịch bản của mình cũng như là xây dựng cái kịch bản lên thì mình phải tuân theo kịch bản đó thôi.
Về cái vấn đề mà trong cái thị trường đi lên thì mình đã nói với anh chị nhà đầu tư rồi nha anh chị. Còn cái vấn đề mà khi thị trường đi xuống như thế này thì đây là một trong những cơ hội. Về chỉ số index thì mình sẽ phân tích cho anh chị nhà đầu tư một tí nha anh chị. Thì index thì anh chị nhà đầu tư hình dung ra hôm vừa rồi thì mình có nói cho anh chị nhà đầu tư rồi. Khả năng cao thị trường có thể nó đi lên sau đó nó sẽ test lại và nó đi thêm sóng 2 nha anh chị, sóng 3 nha anh chị. Nó đi lên cao thì bây giờ nó test lại và nó đi tiếp. Thì đó là một trong ví dụ như chỗ này nè anh chị, nó lên sẽ test, nó đi ngang, nó không xuống được thì nó đi lên tiếp, nó mạnh quá thì lên tiếp. Chỗ này cũng vậy thôi, như lên nó test xuống lại đi lên tiếp, thì chỗ này nó không đi lên test xuống lại lên tiếp, chỗ này lên test xuống lại đi lên. Không, anh chị thấy là cái nhịp sóng sóng to nó nằm, sóng nhỏ nó nằm trong sóng to vậy, thành ra cái vấn đề mà chỉnh điều chỉnh cái phiên giao dịch hôm nay là sẽ diễn hết sức bình thường. Cái hôm qua hôm kia mình có livestream và mình nói với chị nhà đầu tư á, là xu hướng dòng tiền nó đi lên, nhưng nếu như thị trường tạo đỉnh về cái mặt ngắn hạn nó sẽ xuất hiện lên một cái phiên trên 20.000 tỷ, gọi là một phiên tỷ đô anh chị, một phiên tỷ đô. Thì anh chị nhà đầu tư thấy là nó đã xuất hiện lên một cái phiên gần 1 tỷ đô rồi đúng không, nó tạo cái đỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên là cái nhịp điều chỉnh này có thể nó sẽ kéo dài tới sáng mai nữa, và nhịp điều chỉnh này có thể nó kéo dài tới sáng mai nữa nha anh chị, và có thể chiều mai nó sẽ kết thúc cái nhịp điều chỉnh này trong ngắn hạn về sớm nha anh chị. Có thể nó sẽ nhún qua khỏi khu vực tầm cỡ 1.000 điểm, tại vì mình nghĩ là xuống 1.000 điểm nhưng bây giờ nó đóng đến là 101 rồi, thì có thể ngày mai nó đạt thêm cái nữa nó xuống phía dưới đây, thì đây là cơ hội để cho anh chị nhà đầu tư có thể gia tăng lên những cái mã cổ phiếu, hoặc là cũng như là lựa chọn những cái mã cổ phiếu mà tăng tốt về quanh khu vực hỗ trợ để mình tham gia vào nha anh chị. Chỉnh tầm 2-3 phiên là có thể tham gia vào được rồi, hết sức bình tĩnh ở trong giai đoạn này, mình phải hiểu được cái câu chuyện của thị trường nha anh chị. Về mặt trung hạn thì ngày mai sẽ kết một cây nến tuần đúng không anh chị? Nếu như ngày mai mà nó kết một cây nến tuần mà nó giữa giữa đây thì được, ok. Còn không, nếu nó kết tết một cây nến nhỏ quá thì có thể qua tuần sau nó sẽ lắp cái quả gáp này, sau đó nó đi tiếp. Xu hướng về mặt trung hạn hiện tại bây giờ anh chị nhà đầu tư yên tâm về cái xu hướng về mặt trung hạn nha anh chị, bình tĩnh tự tin, yên tâm về cái xu hướng về cái mặt ngắn hạn. Hôm nay VND thì nó có cái vấn đề đó là cái margin thôi, nó bị bán margin thôi, nó mà đạt thêm cây nữa anh chị nhà đầu tư canh hốt thôi, tại vì nó cũng lên tới vùng giá kháng cự rồi anh chị, nó cao quá thành ra bây giờ nó bị bán thì nhà đầu tư có lãi hết rồi, người ta kéo nhau người ta chạy thôi, mà nó chạy thêm cây nữa thì anh chị lại vào mốt thôi, có gì đâu đúng không, câu này hơi loạn thôi, bình tĩnh. Thị trường bây giờ là đã xác định vào uptrend rồi, anh chị nhà đầu tư cứ bình tĩnh cho mình nha anh chị, phân bổ ra cho nó hiệu quả thôi. Không, VN30 cũng tương tự, VN30 điều chỉnh có thể là về đâu đó 1080 4 1085 là ok rồi, nó cũng bắt đầu vào xu hướng up rồi nha anh chị. Thành ra anh chị nhà đầu tư hết sức bình tĩnh đối với chỉ số VN30. Bình tĩnh tự tin ở trong giai đoạn này. Bây giờ là cái quan trọng nhất là mình phải cân đối như thế nào cho nó hiệu quả, và cái tài khoản danh mục của mình như thế nào cho nó hiệu quả nha anh chị, chứ không là trong uptrend vẫn lỗ bình thường anh chị. Trong uptrend nếu như mình đánh không được là mình vẫn lỗ bình thường, chứ không là mình không biết đường á. Nó có rất nhiều cái câu chuyện anh chị, nó có rất nhiều câu chuyện, có rất nhiều. Nó có rất là nhiều cái câu chuyện, rất nhiều vấn đề ở trong giai đoạn này nha anh chị. Hết sức bình tĩnh cho mình ở trong giai đoạn này nha. Mình chỉ có tiếp thêm oxy cho quý anh chị nhà đầu tư, cũng như đưa ra những cái góc nhìn đi về cái thị trường cho quý anh chị nhà đầu tư để cho anh chị nhà đầu tư nắm bắt, đỡ đừng có sợ hãi quá trong một quá trình khi mà cái thị trường nó đi qua một cái giai đoạn xa rồi anh chị. Bắt đầu mình nhìn lại thì mình mới thấy à tiếc quá, lúc đó trong giai đoạn đó như thế này như thế kia. Nhưng mà khi mình sống trong những giai đoạn đó thì mình rất là mệt và rất là khó chịu cũng như là rất là lo sợ. Nhưng mà mình nói anh chị nhà đầu tư là đi tới giai đoạn này rồi, anh chị nhà đầu tư phải bình tĩnh, có những chiến lược hiệu quả, xem xét những cái mã cổ phiếu hỗ trợ như thế nào thật sự cho nó hiệu quả nha anh chị, và đồng hành cùng với những cái doanh nghiệp mà anh chị nhà đầu tư đã lựa chọn. Không, biết là anh chị nhà đầu tư hơi buồn bực ở trong giai đoạn này, tuy nhiên là mình thấy là cố gắng nha anh chị. Sáng nay thì cũng có tham gia vào HTN, anh chị nhà đầu tư này có nhắn tin hỏi mình, tuy nhiên là HTN nằm ở vùng giá này thì khá ok nha anh chị, cố gắng bình tĩnh thôi. Về cái xu hướng chung thì cái dòng tiền nó vẫn tập trung vào những cái mã cổ phiếu mid cap, và cũng như là những cái mã cổ phiếu nhỏ thôi anh chị, cứ tập trung vào đó. Anh chị thấy là những cái mã cổ phiếu như TCD này, ASM này, hồi nãy có BCG nữa, anh chị thấy là nó vẫn giữ cái sắc tím, BCG thì nó bị bán lại không, khá ok thôi, bình tĩnh nha anh chị, bình tĩnh tự tin. Tối hôm nay thì em sẽ livestream để mà cập nhật cũng như là chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư những cái mã cổ phiếu nó có những vùng giá hỗ trợ nên nắm giữ như thế nào, nên xử lý như thế nào, mình sẽ làm rõ cho anh chị nhà đầu tư tối hôm nay. Hôm nay chiều hôm nay thì mình nói sơ qua anh chị cho anh chị nhà đầu tư hiểu những cái ý trong một cái quá trình của thị trường nó như vậy nha anh chị. Đừng có chán nản, đừng có bỏ cuộc ở trong giai đoạn này, có tiền thì chuẩn bị thêm để mà canh cân đối lại những vùng giá bên dưới nha anh chị, có tiền chuẩn bị thêm để mà cân đối lại, chuẩn bị thêm tiền để mà cân đối lại những cái vùng giá bên dưới là hợp lý nhất. Bình tĩnh tự tin, không, bình tĩnh tự tin, cố gắng, ok không chị?
Đó, anh chị nhà đầu tư là ok, theo em liều xong là phải lì nha anh chị, nhớ cái vấn đề này nha, cố gắng lên nha anh chị. Trong một cái thị trường uptrend đừng có quá lo lắng, đừng có quá lo sợ. Ok mọi người, chúc mọi người có một buổi tối ngon miệng, hẹn gặp lại mọi người vào tối hôm nay nha anh chị. Ok mọi người nhớ like cho mình một like một tim nha anh chị. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.